Xin chào quý anh chị ạ. Hiện tại thì Tiến đang ở đường Lê Hữu Trác ạ, thuộc Phước Mỹ, Sơn Trà. Đây là một khu vực rất tấp nập của quận Sơn Trà. Và ngày hôm nay Tiến muốn giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà một trệt, một gác lửng, có diện tích là 80 m² ạ. Nằm ở kiệt của đường Lê Hữu Trác. Từ vị trí Tiến đứng di chuyển vào vị trí nhà thì chỉ hơn 1 phút thôi ạ. Và căn nhà này thì có diện tích là 80 m² ạ, và có giá chào hiện tại là 3 tỷ 150 triệu. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Đây là kiệt trước nhà mình nha quý anh chị. Đây là căn nhà hôm nay Tiến giới thiệu ạ. Bước vào ấy thì chúng ta có cái sân để xe ở phía trước luôn ạ. Sân này rất rộng ạ, để được vài chiếc xe. Căn nhà của mình thì có chiều ngang là 4m6 ạ. Cái cấu là một trệt một lửng. Đây là không gian phòng khách ạ. Ở tầng 1 của nhà mình á thì có sân để xe nè, phòng khách nè, hai phòng ngủ, khu vực bếp và một nhà vệ sinh ạ. Đây là khu vực tầng phòng khách ạ. Phía trên là gác lửng. Đây, phòng khách rất là rộng ạ. Nhà này thì đang trống, không có nội thất ạ. Tiếp theo ấy, Tiến sẽ di chuyển vào bên trong ạ. Bên trong này thì mình có hai phòng ngủ ạ. Đây, phòng ngủ thứ nhất ạ. Phòng này thì cũng trống luôn ạ. Và tiếp theo là phòng ngủ thứ hai ạ. Phòng này cũng trống. Và phía sau này á, đây là khu vực bếp của mình ạ. Có tủ, có kệ, bề mặt được lát đá. Phía trong này á thì mình có một cái nhà vệ sinh ạ. Rất là rộng rãi, thông thoáng, lắp đầy đủ thiết bị rồi ạ. Và đây là cái cửa mình mở ra cái đường ở phía sau luôn ạ. Quý chị cùng Tiến nhìn lại cái tầng 1 của nhà mình ạ. Tiếp theo thì Tiến sẽ di chuyển lên cái tầng lửng ở trên ạ. Tầng lửng của mình thì gác này là gác cốt pha, cũng rất là rộng rãi thông thoáng ạ. Ở phía trên này thì có một cái cửa sổ mở ra phía sau ạ. Và em Tiến xin nhắc lại là căn nhà của mình á là có diện tích là 80 m² ạ, gồm hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh ạ, gác lửng, và có giá chào là 3 tỷ 150 triệu ạ. Nếu quý anh chị mà quan tâm căn nhà này á thì liên hệ ngay cho Tiến theo số điện thoại 0976 250 114 ạ. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về nhà phố Đà Nẵng ạ.